Trời ơi, hôm nay bố bảo về ăn là vì ông xấu. Đây, về bố làm sai hết rồi, vợ mình lại về. Bố làm sai hết công thức rồi. Vịt ông xấu lại đi cho cà chua không cho. Cho cũng được không? Không. Cho nó không ngon đúng không? Trời đất ơi, vịt ông xấu không bao giờ cho cà chua, sao vậy? Ôi trời ơi, bây giờ bố làm sai hết công thức rồi bây giờ. Thế mà nhắn tin hôm nay về bố làm vịt ông xấu ngon các con ăn nhé. Bố đảo đi, bố đảo chảo đi. Có để cho gần cả. Nước dừa này. Ủa dưới đang cãi nhau, dưới đang cãi nhau rồi. Còn đấy, trúng máu đấy. Đánh không mày đánh cái gì không? Còn mày đánh hit 1, đầu 1. Bọn nào này. Alo. Alo. Thôi, anh không gặp lung tung nhá. Nhá, anh không gặp đâu. Thôi, không gặp lung tung đâu. Chưa, mùi tàu. Bố để... Đây là vịt om xấu nhá. Nhưng vịt om xấu là phải bố mua kèm bổ dục. Thì bố biết mình thích ăn bổ dục. Thôi, mời cả nhà nhá. Nhá. Mẹ húp nước lên vừa. Được. Ngon. Ngon quá. Bây giờ bố biết cái này cái gì không? Cái này là thuốc. Thuốc mà để bôi cùng kem đánh răng ấy, nhiều người dùng lắm. Để cho là sạch màng bám này, hết thối mồm này, trắng răng này, hết bị nhiệt này, viêm lợi này, hết thối mồm. Đấy. Bây giờ cái này bố mua về mai mà cứ hàng ngày bố đánh đi. Một là xúc miệng cho vào một cái cốc nước hoặc như này, trong nhỏ 2-3 giọt vào bố xúc miệng. Hai là cho vào kem đánh răng chấm một tí vào, đây bố cho chấm như này. Đấy. Đấy, xong bột chấm đấy, chấm kem răng ấy. Ra bố đánh đi, răng nó trắng lên. Bố vẫn chưa hiểu gì đúng không? Bố vẫn chưa hiểu gì á? Đúng rồi, làm gì mà không hiểu. Thuốc đánh răng. Thuốc đánh răng kia. Lại chú chết, giờ nói gì nào. Bỏ 1-2 giọt vào cho chỗ thuốc đánh răng. Để cho nó sạch các cái chân răng đi, nó cả ra các cái... Không bị mồm chảy máu chân răng nữa. Đỡ mồm thối. Biết thì làm sao không biết là nhưng mà con hỏi bố nhà này ai mồm thối bố? Là mồm thối nhá. Dài vọng hết cả mồm thối dài như là kiểu như máy bay thả chất độc màu da cam. Qua bố mê thế nào, con chó nó cắn thế nào, con cùi bốn lượn ra ít một thì bố ăn được 40.000 50.000. Ok, chào các con. Bố đánh cái gì đấy? Đánh tay làm gì đấy? Bố đánh ít một tại vì bố thấy con chó ấy có quay củi á. Ờ, mà bó toàn bó củi vào. Sạch. Bố dùng cái kem đánh răng được không? Được. Đâu bố nhai răng xem nào. Ừ. Đỡ đi nhiều vàng, đỡ nhiều răng không bố? Đỡ nhiều. Nhưng mồm đỡ hôi không? Đỡ hôi. Ở đây cho thêm bố lọ nữa dùng nhá. Ừ. Làm bộ ăn chưa? Ăn bộ ăn. Đâu cười đấy. Hết lại lấy lọ nữa nhá. Bố cười đi.